đoàn công tác quận Bến Lức do ông Lê Thành Úc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận làm trưởng đoàn, vừa có chuyến tham quan học tập các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao quận Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao có nhiệm vụ xây dựng triển khai các đề tài, dự án khoa học công nghệ nhằm hoàn thiện công nghệ sản xuất, lai tạo và thử nghiệm giống mới, nghiên cứu bảo quản và chế biến nông sản, thực hiện trình diễn các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chuyển giao công nghệ, tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn, các lớp tập quấn để phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao cho ngành nông nghiệp. Tại đây, đoàn công tác quyện Bến Lức được đưa đi tham quan nhiều mô hình lai tạo giống, ươm giống, các vườn thí nghiệm trồng chưa lưới, khổ qua, cà chu bi, qua lan, sau khi tham quan, đoàn nhận thấy có nhiều mô hình phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của vùng đất Bến Lức nên sẽ triển khai thử nghiệm một vài mô hình với diện tích thử nghiệm ban đầu khoảng 1.000 m2 trên một mô hình. Quyền sẽ hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao để kêu gọi đầu tư tập quấn chuyển giao công nghệ cũng như bao tiêu sản phẩm đầu ra.